cư sĩ tại gia cũng có hai ba việc được học viện phải. Tôi nhớ lúc ấy những đại pháp sư ở Đài Bắc bây giờ như pháp sư Tâm Điện, pháp sư Minh Cường và Bảo Trọng, sau hai năm tôi có cơ duyên được gọi đến các vị đại hội. Sau khi gọi đến, tôi được đại công phải thể nước, người bình thường gọi là phá giới. Hãy biết được tôi chỉ vào câu hỏi nói ông phải tịch bệnh. Các vị thử ý xem, tôi học được 7 năm mới xuất gia, lại giảng kinh 2 năm vừa thọ giới về. Ngài chỉ vào tôi nói ông phải tin Phật. Tôi đứng nhớ người ra. Sao tôi không tin Phật?